Xin chào, tôi là Andrea Kiffey, giám đốc điều hành Herbs of Gold. Thương hiệu của chúng tôi ra đời năm 1989 là một dòng sản phẩm thảo dược được coi là niềm tự hào ở Úc. Chúng tôi luôn mong muốn tăng cường sức khỏe và hạnh phúc cho người dân trên khắp nước Úc. Trong hơn 30 năm qua, chúng tôi đã sản xuất một loạt các thảo dược trị liệu tiêu chuẩn vàng và bổ sung dinh dưỡng để nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe người Úc thông qua các sản phẩm chất lượng hiện nay. Herbs of Gold có hơn 100 công thức vàng để phù hợp với mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi giai đoạn và sở thích cá nhân. Chúng tôi hiểu rằng cuộc sống là tìm kiếm sự cân bằng phù hợp. Một sự pha trộn đặc biệt của làm việc, vui chơi, sức khỏe và tình yêu khiến tất cả đều đáng giá. Chúng tôi hiểu rằng trong thế giới phát triển nhanh không ngừng như hiện nay, thật khó và sẽ càng ngày càng khó hơn để duy trì vòng tròn cân bằng được xây dựng với mục tiêu chính là giúp người Úc hạnh phúc hơn, sống khỏe mạnh hơn và tìm thấy sự hòa hợp. Các công thức vàng của chúng tôi được chế tạo một cách thông minh với chất lượng cao và được xây dựng với tính toàn vẹn. Các sản phẩm của Herbs of Gold có độ bền cao với liều lượng điều trị dựa trên các nguyên tắc lâm sàng mới nhất và bằng chứng truyền thống mà chúng tôi phát triển. Các sản phẩm khác biệt với công thức phức tạp được tạo ra để giải quyết cả các triệu chứng và nguyên nhân cơ bản. Mỗi sản phẩm đều được tạo ra để đảm bảo rằng chúng tôi phát triển một công thức vàng. Chúng tôi hiểu rằng tạo ra công thức là sử dụng các thành phần chất lượng cao với số lượng phù hợp và kết hợp chúng một cách thông minh. Từng bước trong quy trình sản xuất của chúng tôi, từ lựa chọn nguyên liệu thô để sản xuất thành phẩm đều được thực hiện với sự cẩn trọng tối đa, phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao và sẽ bị trả lại nếu các thành phần không đáp ứng kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt của chúng tôi. Chúng tôi tạo ra sản phẩm sạch và không có nhiều chất kết dính và chất độn nhất có thể. Bạn được chào đón bởi những người có kinh nghiệm, các bác sĩ thảo dược và bác sĩ dinh dưỡng tự nhiên ở mọi thời điểm giao tiếp với hy vọng tiếp cận được từ nhóm phát triển sản phẩm thảo dược vàng của chúng tôi đến các hoạt động bán hàng tiếp thị và khách hàng. Dịch vụ tốt rõ ràng là khiến chúng tôi cần đảm bảo với chất lượng. Chúng tôi đảm bảo rằng sự xuất sắc trong kinh doanh của Herbs of Gold bắt đầu từ những chuyên gia của chúng tôi đến công thức thông minh với quy trình và chất lượng nghiêm ngặt. Chúng tôi đã đặt ra một tiêu chuẩn và chúng tôi sống theo nó. Đó là tiêu chuẩn vàng.